cái gì vậy bà nội mở đầu clip hôm nay tự nhiên thắng đưa cho bà con ta xem hai cái ngón tay cái của mình không biết làm gì đây thì à, hữu duyên à, em lướt tấp tấp em thấy được cái clip là trong cái đường này nè bà con người ta nói là mắt phượng hay là mắt phật la 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 nhiều thứ lắm nhưng mà à, em để ý chi tiết là người có ngón tay mà giống như thế này á là sẽ có quý nhân phù trợ và theo ông thắng nghĩ á quý nhân ở đây là ai là bà con thương tình ủng hộ cây giống bên em à, những người anh em liên kết những nhà vườn liên kết đã giúp đỡ em đó thì em nghĩ đó là quý nhân của em còn à, À, một cái nữa là à, cái ngón tay cái nè à, người ta nói tượng trưng cho à, gọi là Củ quyền của mình á là ông bà những người đã khuất mà sống là có phước có đức để lại thì con cháu được hưởng à, cá nhân em thắng thì rất là biết ơn ông bà tuy là à, hai bên em ba mẹ em ông bà đều là nông dân nhưng mà nhờ sống có phước có đức thì sau này con cháu được hưởng em luôn tự hào là à, bà con gia đình hai bên đều là nông dân à, không có gì xấu hết bà con quan trọng là mình sống sao có phước có đức thôi và em bản thân em cũng xác định là mình đi con đường kinh doanh nhưng mà với bản thân em kinh doanh để có cuộc sống tốt hơn thôi chứ em cũng không có nhu cầu là mình phải làm giàu bằng mọi cách kiểu như là kinh doanh nhưng mà mình làm trong cái khuôn khổ cho phép để mình giữ được cái phước cái đức còn lại cho con cháu sau này chứ em kinh doanh chứ em cũng không có làm bất chấp nha khi mà con người làm bất chấp thì bà con biết rồi đặc biệt mà những người tài giỏi những người quá giỏi mà họ làm bất chấp là rất là nguy hiểm <laughs> chia sẻ bà con ngắn thôi nói chung là rất là hữu duyên em coi được cái clip đó em em cứ nhìn hai ngón tay cái em hoài luôn <laughs> Trời, ghé chưa chưa ghê chưa